Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sau đây sẽ có trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Đảng viên trẻ người Mông làm kinh tế giỏi. Bảo thắng mùa quả ngọt. Ba đối tượng truy nã sau 27 năm lẩn trốn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai vừa tổ chức trao giải cho các học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi và giao lưu với trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Tại chương trình đã trao 109 huy chương vàng, bạc và đồng cho học sinh đạt giải cuộc thi Olympic khoa học, toán học và tiếng Anh ASMO và học sinh đạt giải Olympic toán và tiếng Anh SEAMO. Nhân dịp này, Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo RISE và trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã dành tặng 40 suất quà cho học sinh trị giá 20 triệu đồng, tặng 50 suất ôn luyện thi ASMO, SEAMO, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Trong chương trình, học sinh thành phố Lào Cai đã có buổi giao lưu với 20 học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Được các anh chị trường chuyên Hà Nội Amsterdam chia sẻ về bí quyết đạt thành tích cao trong học tập, tham gia các kỳ thi, diễn đàn quốc tế. Buổi giao lưu là dịp để các em học sinh trao đổi những kinh nghiệm trong học tập, gắn kết tình thân với bạn bè, thắp lên niềm đam mê chinh phục tri thức. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố của Lào Cai đã đạt 74,9%. 100% cơ sở giáo dục đã có nhà lớp học kiên cố tại trường chính. Cơ bản đủ phòng học để học 2 buổi một ngày. Cụ thể, toàn tỉnh hiện có 8.384 phòng học, trong đó có 6.270 phòng kiên cố. Qua rà soát, còn 390 phòng học không đảm bảo an toàn phải thay thế. 177 phòng học cấp 4 đã xuống cấp. Đáng chú ý là nhiều trường vẫn chưa có phòng học bộ môn theo quy định. Số phòng đáp ứng theo quy định tại thông tư số 14 ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới chỉ đạt khoảng 10%. Số lượng thiết bị phòng học bộ môn đáp ứng được khoảng 68% nhu cầu giảng dạy. Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, xã hội hóa giáo dục hạn chế, ngành giáo dục tỉnh kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Lào Cai các chương trình dự án nguồn vốn ODA của Bộ để xây dựng phòng học bộ môn, mua sắm thiết bị tối thiểu phục vụ dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, xây dựng trường học thông minh, lớp học thông minh, giáo dục STEM. Là đảng viên trẻ ở thôn Phìn Chư Ba, xã Nản Xín, huyện Simacai, anh Ly A Minh luôn nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Với tinh thần dám nghĩ dám làm, đảng viên Ly A Minh đã thành công với gia trại chăn nuôi, được nhiều hộ trong vùng học hỏi làm theo. Tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, trở về làm việc tại quê hương với nhiệm vụ là cán bộ thú y, Ly A Minh đã áp dụng những kiến thức học hỏi được vào thực tế. Nhận thấy tiềm năng phát triển của các giống vật nuôi vùng cao, sẵn có kiến thức, anh mạnh dạn đầu tư vốn vào chăn nuôi. Khu gia trại chăn nuôi có diện tích 1.500 m² với đàn lợn đen bản địa 40 con, đàn gà vịt vài trăm con và còn nuôi thêm cả trâu. Từ mô hình phát triển kinh tế này, mỗi năm gia đình anh thu gần 100 triệu đồng. Là một người đảng viên thì mình về quê hương thì mình rất là muốn phát triển ở quê. Sau khi ra trường tôi cũng cố gắng phấn đấu. Sau khi mà về quê thì cũng phát triển chăn nuôi. Trong đó là chủ yếu là chăn nuôi lợn. Ngoài ra thì gia đình cũng chú trọng vào trồng các loại cây ăn quả, loại rau, trái vụ. Bản thân thì tôi cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động của đảng, của đoàn, do xã này, do thôn phát động. Theo Ly A Minh, ở vùng cao, điều kiện đầu tư phát triển sản xuất quy mô lớn khó khăn. Nhưng nếu biết tận dụng lợi thế về cây trồng vật nuôi bản địa đang được thị trường ưa chuộng để phát triển, thì cơ hội thành công rất lớn. Quyết tâm thực hiện và gặt hái thành công, Ly A Minh luôn tuyên truyền vận động bà con cùng làm theo. Ly A Minh là một người đảng viên trẻ nhất trong đảng bộ xã Nản Xín và cũng trẻ nhất trong cái chi bộ của Phìn Chư Ba. Thì đồng chí Ly A Minh cũng rất là tích cực gương mẫu về các cái mô hình. Chọn lựa đúng hướng phát triển kinh tế, cách làm của đảng viên Ly A Minh đã giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập cao, đồng thời góp phần khai thác thế mạnh về cây trồng vật nuôi bản địa để phát triển thành hàng hóa cho người dân thôn Phìn Chư Ba. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết,
Đợt mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn tiếp diễn đến hết ngày 24 tháng 5. Lượng mưa ghi nhận được dao động 100-150mm, có nơi trên 200mm. Nhiệt độ ở ngưỡng 23-26 độ C. Riêng khu vực vùng núi có thể mưa trên 300mm, tập trung ở Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ. Người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp. Đến ngày 25 tháng 5, thời tiết miền Bắc giảm mưa và nền nhiệt tăng lên mức cao nhất 30 độ C, thấp nhất 25 độ C. Tuy nhiên mưa dông ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài. Từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, có mưa rào và dông rải rác. Mưa tập trung ở vùng núi và trung du. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và ban đêm. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Công ty Điện lực Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực trong cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động. Theo đó, Công ty Điện lực tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, quản lý kỹ thuật vận hành, sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền tới nhân dân về các biện pháp phòng tránh tai nạn điện và công tác an toàn điện khi có mưa bão lũ lụt, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại các trạm biến áp 110 kV, trạm trung gian, các trạm biến áp phân phối, kịp thời thay thế, bổ sung các dụng cụ phương tiện phòng chống cứu nạn. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan thực hiện kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Qua đó đã cải thiện điều kiện làm việc, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho cán bộ công nhân viên chức. 27 năm trốn lệnh truy nã, Vũ Mạnh Quyền, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tại tổ 8 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, cùng vợ con đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, nhưng vẫn bị cơ quan điều tra công an tỉnh Lào Cai phát hiện bắt giữ. Vụ việc xảy ra từ năm 1995. Vũ Mạnh Quyền chở gỗ lậu trên quốc lộ 4D. Khi đi đến km 17+300, lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Nhưng Quyền đã điều khiển xe phanh gấp khiến số gỗ trên xe văng ra và va xe vào cán bộ công an. Rồi Quyền phóng xe bỏ trốn. Ngày 28 tháng 5 năm 1995, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Mạnh Quyền về hành vi buôn bán hàng cấm, gây tai nạn giao thông chết người. Sau khi bỏ trốn khỏi Lào Cai, Quyền vào tỉnh Gia Lai với tên mới là Nguyễn Mạnh Hùng. Đến năm 1998, Quyền đã liên lạc với vợ ở Lào Cai, chuyển cả gia đình vào Đồng Nai. Tại đây, Quyền không đăng ký tạm trú, không làm căn cước công dân, không sử dụng giấy tờ tùy thân. Đổi họ tên con sang theo họ mẹ, thay đổi toàn bộ thông tin của cả gia đình. Tuy nhiên, sau 27 năm lẩn trốn, ngày 20 tháng 5 năm 2022, Vũ Mạnh Quyền đã bị công an Lào Cai phát hiện và bắt giữ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực nâng cao giá trị kinh tế cho một đơn vị diện tích đất canh tác, nông dân huyện Bảo Thắng đã rất năng động trong thâm canh tầm vụ, chọn lựa cây trồng phù hợp. Tại điểm này, nhiều hộ dân ở đây đang gặt hái thành công từ việc trồng dưa lê trên đất lúa. Với việc chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giảm chi phí đầu tư, hai sào dưa lê này mang lại cho gia đình chị Bùi Thị Thập nguồn thu tương đối cao chỉ sau 2 tháng trồng, chăm sóc. Gia đình thì chuyên dùng chăm sóc với phân bón, với phân chuồng, với phân vi sinh và phân kali. Với hai sào dưa lê thì vụ này thì gia đình cũng thu gần hết rồi, thì cũng cho thu nhập là tầm 7 triệu một sào. So với cây lúa, cây ngô thì là nó hiệu quả là rất là cao. Vụ này Bảo Thắng có 8 hectare dưa lê, tập trung tại xã Thái Niên, Sa Phú và thị trấn Phố Lu. Phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng và được chăm sóc tốt nên đa phần các ruộng dưa lê đều cho quả to, đẹp, ngọt và thơm. Bán ngay tại ruộng cũng có giá từ 18 đến 20.000 đồng một cân nên người trồng dưa rất phấn khởi. Theo ước tính, giá trị kinh tế trên 1 hectare dưa lê ước đạt 150 đến 160 triệu đồng. Do vậy, việc mở rộng diện tích và nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được người dân và chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Trước đây thì làm cũng chưa có kinh nghiệm lắm, thì làm một năm chỉ được một vụ tháng riêng thôi, xong là tháng 5 là phải cấy lúa. Nhưng bây giờ làm cũng có kinh nghiệm nhiều thì một năm cũng làm có thể là được 3 vụ. Đấy,
thu nhập thì cũng gấp 3 gấp 4 lần là trồng lúa. Nên là chúng tôi cũng làm tăng thu nhập cũng là rất tốt. Ưu tiên mục tiêu số 1 đó là phát triển cái nông nghiệp nông thôn, phát huy cái thế mạnh của địa phương, đó là phát triển một số cái vùng cây ăn quả đặc hữu. Thế và hiện nay thì chúng tôi đang triển khai mở rộng cái mô hình phát triển cái cây dưa nê trên địa bàn xã. Những trái dưa thơm mát, ngọt lành đã góp phần giúp nhiều gia đình có thêm thu nhập, là động lực để bà con nông dân tiếp tục mạnh dạn, tự tin chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích đất canh tác. Tiếp theo chương trình, bỏ nhiều quy định chứng chỉ đối với giáo viên. Mô hình hiệu quả trong phòng cháy chữa cháy ở thành phố Lào Cai. WHO cho biết đại dịch COVID-19 chắc chắn chưa kết thúc. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông để lấy ý kiến trước khi ban hành chính thức. Điểm đáng chú ý trong dự thảo này là sẽ bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng. Sẽ chỉ quy định một chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chung đối với các hạng giáo viên. Giáo viên đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thì không phải bổ sung theo quy định mới. Người chưa có chứng chỉ phù hợp cấp học đang giảng dạy sẽ được tham gia khóa bồi dưỡng và lấy chứng chỉ để bảo đảm đạt các tiêu chuẩn về đào tạo bồi dưỡng theo quy định. Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng bỏ quy định tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông ở từng hạng chức danh nghề nghiệp và không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng 1 phải có trình độ thạc sĩ. Theo thông tin từ Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế, sau hơn 1 tháng triển khai, đến ngày 21 tháng 5, cả nước đã có hơn 19 triệu người dân được cấp hộ chiếu vaccine. Hiện hộ chiếu vaccine điện tử đang được hiển thị trên ứng dụng PC COVID. Bên cạnh đó, hộ chiếu vaccine sẽ được cập nhật trên ứng dụng sức khỏe điện tử và trên trang tra cứu Bộ Y tế đang xây dựng và sẽ công bố trong thời gian tới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hiện cũng vẫn còn hàng chục triệu mũi tiêm đang bị sai thông tin như sai số định danh, ngày sinh, họ tên. Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc cập nhật xác thực thông tin này trước ngày 1 tháng 6, tức là còn hơn một tuần để triển khai việc này. Trước những diễn biến khó lường của mất an toàn cháy nổ, trong 3 năm qua, Công an thành phố Lào Cai đã phối hợp với các xã phường xây dựng nhiều mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các mô hình đã phát huy được hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao ý thức của người dân. Thôn Phân Lân được chọn xây dựng mô hình điểm thôn an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của xã Tả Phời. Sau gần 2 năm hoạt động, không chỉ nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng cháy chữa cháy, mà an toàn khu dân cư cũng được đảm bảo. Tất cả những vụ việc liên quan đến cháy nổ ở mức độ nhỏ đều được người dân xử lý kịp thời. Từ khi chúng tôi thành lập mô hình, nhân dân tôi ý thức rất là tốt trong phong trào phòng chống cháy nổ. Và ví dụ như bản thân gia đình, các hộ kinh doanh thì đã nâng cao lên một tầm mới là rằng là đã có sự đề phòng. Ví dụ như phòng bị mỗi hộ gia đình là ít nhất là có 2 bình mà bình phòng cháy nổ tại nhà. Nếu có xảy ra gì đó là chúng tôi có tại chỗ luôn. Khu dân cư Trần Đăng Ninh, phường Cốc Lếu có 151 hộ dân. Phần lớn mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ, trong đó có trên 30 nhà hàng, khách sạn lớn. Mô hình khu dân cư phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong cộng đồng. Toàn bộ khách sạn, nhân viên trong khách sạn đã được qua tổ tự quản này huấn luyện và đào tạo về bên phòng cháy chữa cháy. Tổ tự quản thường xuyên sẽ kiểm tra và đào tạo thêm và những chỉ đạo những bên hình thiếu và cần thiết. Mô hình như thế này thì là rất là tốt cho nhân viên và khách nghỉ tại cơ sở. Trong 3 năm qua, Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Đã xây dựng được 21 mô hình về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các xã phường. Trong đó có 2 mô hình điển hình tiên tiến cấp tỉnh trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy. Và cái việc ra mắt mô hình gắn với được phổ biến những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy cho từng hộ dân đã làm cho nhân dân ngày càng nâng cao được cái ý thức tự giác cũng như hướng dẫn, nhắc nhở lẫn nhau và thi đua lẫn nhau giữa các hộ dân về an toàn phòng cháy chữa cháy cho nhà mình cũng như là
cho các nhà khác trong khu dân cư. Và từ đó thì cũng có cái giá trị rất lớn trong cái công tác phòng ngừa cháy nổ và xử lý ngay từ ban đầu những cái vụ cháy nổ, không để cho cháy lớn, cháy lan gây những hậu quả về thiệt hại về người và tài sản. Trong thời gian tới, Công an thành phố Lào Cai sẽ tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ đạo các xã phường, rà soát các khu dân cư có tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, tuyên truyền vận động nhân dân trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu, mở các lối thoát nạn thứ hai, tiếp tục nhân rộng các mô hình về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, tổ dân phố. Đại dịch COVID-19 chắc chắn chưa kết thúc. Đây là khẳng định vừa được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra ngày 22 tháng 5 trong phiên khai mạc Đại hội Thường niên của WHO. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc WHO khẳng định, trong lúc cuộc họp diễn ra, số ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng và các nỗ lực để tiêm chủng vaccine cho thế giới vẫn chưa hoàn thành. Hơn 100 bộ trưởng y tế của các nước đã có mặt tại Geneva để tham dự cuộc họp trực tiếp đầu tiên của WHO trong gần 3 năm. Trong đó, vấn đề ngân sách sẽ là một trong những cải cách lớn nhất được thảo luận. Các nước dự kiến sẽ thông qua kế hoạch tăng cường tài trợ một cách an toàn và hiệu quả để WHO có thể đối phó nhanh chóng với các mối đe dọa sức khỏe toàn cầu. Hãng Hyundai Motor cho biết sẽ đầu tư thêm 5 tỷ đô la Mỹ để phát triển robot và phần mềm lái xe tự động tại Mỹ nhằm tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ đa dạng. Thông qua các khoản đầu tư, Hyundai Motor sẽ cung cấp cho khách hàng Mỹ các sản phẩm và giải pháp sáng tạo, đồng thời đóng góp vào các nỗ lực trung hòa carbon toàn cầu. Trước đó một ngày, Hyundai Motor cho biết sẽ đầu tư 5,54 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện chuyên dụng và pin ô tô ở bang Georgia của Mỹ nhằm củng cố hơn nữa nỗ lực điện khí hóa tại thị trường ô tô quan trọng nhất thế giới. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden kỳ vọng với hai cam kết đầu tư trị giá hơn 10 tỷ đô la Mỹ của Hyundai Motor sẽ tạo ra hơn 8.000 việc làm cho người dân nước này. Đa dạng sinh học có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững. Câu chuyện Kenya chung sống tử tế với thiên nhiên, vừa để cải thiện sinh kế, vừa để thích ứng với biến đổi khí hậu, sau đây là một ví dụ. Giống như nhiều quốc gia ở Đông Phi, Kenya cảm nhận sâu sắc những tác động của biến đổi khí hậu. Hạn hán kéo dài và mưa thất thường đã khiến người nông dân bị mất mùa và thiếu lương thực trầm trọng. Nhưng kể từ khi rừng Nilgiri được hồi sinh, thì môi trường ở đây đã thay đổi khác biệt từ khí hậu tới các dòng chảy. Cho đến nay, dự án đã giúp hơn 1.000 nông dân có việc làm và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho họ nhờ trồng xen canh các loại rau màu. Hiện những người dân Kenya này vẫn đang tiếp tục mở rộng thêm 3.500 hectare khác để trồng rừng. Ngoài nhiệm vụ trồng rừng, họ còn có nhiệm vụ bảo tồn các loài động vật sinh sống tại đây. Ruộng bậc thang là một công trình kiến trúc nghệ thuật mang đầy tính sáng tạo. Những thửa ruộng trải dài như những cung đàn, nốt nhạc, đàn khắp các sườn núi. Thời lượng còn lại của chương trình mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang ở một số nơi trên thế giới. Xin kính chào tạm biệt.